Là Phan Thị Hoàng cho biết là cũng đã chụp được một số ảnh như vậy, ngoài cái chụp ảnh ở cái Vũng Tàu gì đó thì bây giờ chị còn chụp được một số ảnh nữa. Thì kết hợp cái này thì chúng ta đã có bằng chứng trong tay về việc thế giới âm đã xuất hiện để chúng ta có thể tìm hiểu được. Chúng tôi xin phép kết luận bằng một ý nói về di chúc của Bác Hồ. Bác Hồ nói là tôi không biết rằng là tôi sẽ còn sống được bao nhiêu nữa, bởi vậy tôi để sẵn mấy lời này để sau tôi có đi gặp các cụ, các mắt của Lenin và các vị đàn anh trong mạng cách mạng từ mà khỏi thế đồng hồn. Tại sao bác lại biết như thế? Tại sao bác biết là tôi sẽ đi như các cụ, các mắt của Lenin, thì tôi sẽ ra đi như các cụ, các mắt Lenin? Bác không nói như thế, mà bác là tôi sẽ nói tôi đi gặp các cụ, các mắt của Engel và Lenin. Có nghĩa là bác đã nói ngầm cho chúng ta biết là có tồn tại một cái linh hồn của các mắt Engel, Lenin thì bác mới đi bác gặp được chứ. Thì cái tinh thần đấy không phải là ý nghĩ của tôi, mà ý nghĩ của Thủ tướng Phan Văn Đồng khi ông còn sống và viết cái cuốn Hồ Chí Minh quá khứ hiện tại tương lai. Và trong cái bài báo tôi viết lên báo Việt Điều Nhân Dân số 2/9/2010 rồi tôi có nhắc lại, thì đồng chí Phan Văn Đồng có đã viết rằng là tôi đã hình dung ra bác viết như thế, và tôi đã hình dung cuộc gặp gỡ của các bác với bác, và hai người đã ôn lại biết bao nhiêu kỷ niệm về cái thời gian vừa qua. Bác cũng nói là bác sẽ gặp Nguyễn Trãi, và hai người sẽ ôn lại những kỷ niệm của hơn 500 năm lịch sử, có bao nhiêu biến cố xảy ra, nhưng tất cả dân tộc ta vẫn giữ nguyên một cái tình trạng, tức là lấy đạo đức thắng hung tàn và dùng trí nhân thay cường bạo. Thế như vậy, hôm nay nghiên cứu thực nghiệm quan cảm tâm linh, tức là làm theo di chúc của Bác Hồ đã chỉ con đường để chúng ta phải nghiên cứu tâm linh. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin làm cái anh Tuấn lên đi diễn về cái tiềm năng của người 5 phút rồi mở các vị cơm. Vì hôm nay chúng tôi dự kiến là 500 suất ăn chay, nhưng mà khách quá tải cho nên một số bạn, các anh chị thông cảm. Câu là bộ tiềm năng con người ở chung với chúng tôi. Hay nữa là đề nghị các vị xin có những câu hỏi gì thắc mắc là chúng tôi đưa chúng tôi đến chiều chúng tôi về để đáp. Những gì hãy giấy dùm. Hello. Cái này là tôi dùng lực, hay là tôi điểm 1, 2, 3 thì cái đẩy thì cái dùng lực đẩy dẫn mình. Chuẩn bị 1 2 3 đẩy đẩy mạnh. Đi sát thì vô cùng cứng. Đây là tiết mục trình diễn chạy công bằng hai ngón tay. Đã thành công. Tiếp tục lần hai trẻ câu bằng hai ngón tay.
giờ cái dừa võ sư sẽ trẻ ra một đầu hai tay ba chỏ bốn ngón quyển. Khán giả quý vị khán giả thích đầu ngón tay chỏ hay ống quyển để võ sư biểu diễn. Nếu mà đầu cái gì giơ tay, số đa số là đầu rồi. Mình lấy phần đa số ngắt công của thiếu lâm tự. Bây giờ hãy dập tan mời quý vị chàng khoái tay hôm nay người võ sư kim tuấn đã mình kéo chiếc máy bay ở ngoài Hà Nội. Chúc chào quý vị khán giả và quý vị chàng nghỉ. Mà con người có thể do ngẫu nhiên hay tự tập luyện. Bên ngoài cõi giới hữu hình chúng ta thấy được bằng mắt thường, trong không gian ba chiều còn có sự hiện hữu của nhiều cõi giới khác nhau với nhiều chiều không gian khác nhau. Những cõi này nằm lẫn trong cõi giới hữu hình và tác động mạnh mẽ đến đời sống con người trong lĩnh vực sức khỏe, thể xác và tinh thần. Có hai câu hỏi mà cho đến nay chưa có giải đáp thỏa đáng về cho con người. Con người được sinh ra trên con đời này để làm gì và chuyện gì xảy ra sau khi chết? Vesa cho rằng mục đích chính của việc linh hồn từ cõi trần làm người là để học hỏi và tiến hóa tâm linh. Vì cõi này có nhiều cơ hội nhất để học hỏi, thực hành tâm linh, hầu tiến hóa và hòa nhập với cõi giới của loài năng lượng thanh nhẹ hơn, cõi thiên đường hay nước bàn. Vesa đồng ý với khám phá của các nhà khoa học gia rằng các vật thể đều là tự kết tinh của năng lượng con người, cũng là một sự kết hợp của nhiều băng tần của năng lượng, nhiều tần số rung động khác nhau, tần số rung động của từng một phần trong cơ thể con người không giống nhau và thay đổi do ảnh hưởng của môi trường bên ngoài cũng như chính sinh hoạt suy nghĩ của con người. Chết là sự phân ra của năng lượng sau một thời gian kết hợp. Sau khi chết, các năng lượng cấu thành các cái mà ta gọi là thể xác sẽ bị phân hóa thành các băng tần năng lượng khác, hòa nhập vào khối năng lượng hay các vật thể khác trên cõi trần. Năng lượng khác không bị tan biến mà sẽ đi vào các cõi giới khác trong thế gian nhiều chiều. Và vì không thấy được bằng mắt nên ta đặt cho nó tên chung là thế giới vô hình. Trong các loại năng lượng này có khối năng lượng mà ta thường gọi đó là linh hồn. Trong đó tàng trữ nhiều loại dữ liệu qua trải nghiệm. Thế giới vô hình thường được biết với cái tên là cõi trần, cõi thế gian. Các trải nghiệm tình cảm, tâm linh vân vân trong thời gian năng lượng linh hồn hiện hữu trong năng lượng thể xác làm biến đổi dạng năng lượng, tức biến đổi tần số rung động của khối năng lượng linh hồn. Và năng lượng này sẽ về đi đến hay bị hút vào cõi giới có từng loại năng lượng này. Trong thời gian sống ở cõi trần, hành động ý nghĩ ác, tà ác, tham mê, vô minh, mê muội, quán tính, dục vọng, tham quyền, tự ngã vân vân là những năng lượng tiêu cực, những trở lực của thanh lọc tâm thức làm cho năng lượng linh hồn bị trở thành nặng nề và tiêu cực hơn và sẽ bị hút vào cõi giới của năng lượng tương tự như khi chết. Sự phát triển lòng từ bi bác ái, tình thương vô điều kiện, thực tập việc thanh lọc tâm đức, nâng cao được trình độ tâm linh,
kìm hãm được những dục vọng vô minh vân vân, sẽ giúp năng lượng được thanh nhẹ đi, nâng cao được trình độ tâm linh, và nhờ đó sẽ được hòa nhập vào cõi giới thanh nhẹ, thường được gọi là thiên đường hay niết bàn giải thoát. Những cõi giới của tần số rung động năng lượng nặng nề hơn thường được gọi tên là địa ngục, nơi thường của những trạng thái tâm thức năng lượng tình cảm khó chịu đau khổ. Các cõi giới này ta thường gọi là tâm cảnh, ảnh hưởng đến con trong cõi trần nhiều nhất, những chi phối giúp đỡ quấy phá rối loạn bình hoạn mà con người bị tác động phần lớn xuất phát từ khối năng lượng trong thế giới tâm cảnh này. Nếu đặt tên cho các khối năng lượng linh hồn ở cõi quấy phá này, người ở cõi trần hoặc cư trú ở cõi trần là ma, theo cách gọi thông thường thì không phải tất cả các khối năng lượng linh hồn đều thành ma. Sau khi rời khỏi thể xác thành ma, các khối năng lượng linh hồn này có nhiều mong muốn cao khát chưa thực hiện được. Hai, có quá nhiều nhược điểm cá nhân như giận dữ, sợ hãi, tham lam và nhiệt nhập, v.v. Ba, có quá nhiều ấn tượng tiêu cực trong đầu. Bốn, quá kiêu ngạo, tự ngã quá lớn. Năm, từng hại người khác và có bản chất hại người khác. Sáu, cảm thấy thỏa mãn khi thấy người khác đau khổ. Bảy, mức độ tiến hóa tâm linh thấp. Tám, bị các linh hồn mạnh hơn ở cõi tâm điều khiển khống chế. Năng lượng linh hồn ở âm cảnh có thể gây những trở ngại trong đời sống thể tục hàng ngày, dẫn việc cản trở việc thực hành tâm linh của con người, thường thấy dưới nhiều hình thức khác nhau như: một, không có khả năng lập gia đình; hai, hôn nhân bất hòa; ba, nghiện ngập; bốn, tự nhiên không nhớ gì hết trong các kỳ thi dù đã được chuẩn bị chú đáo; năm, bị đuổi việc không có lý do chính đáng; sáu, có thụ thai sảy thai; bảy, chết trong lúc còn nhỏ; tám, một vài bệnh rất thông thường nhưng chữa không hết; chín, nói nhảm; mười, co giật chân tay; 11, lúc tỉnh lúc mê; 12, có lúc hành động lời nói bất thường. Các ngành y học hầu như bó tay trước việc chữa trị cho những người bị linh hồn từ bãi âm pháp quấy. Tây gọi là bệnh thuộc loại này có tên như tâm phần thân nhiệt, đa nhân cách vân vân, hay nôm na hơn là điên loạn mất trí. Cho đến giai đoạn này, Tây chỉ có thể trị các chứng của loại bệnh này bằng dược chất nhưng gây nhiều phản ứng phụ trầm trọng trong người bệnh vì việc bị các linh hồn